Rồi, ok, vào việc nhé bạn. Video tập này ta lại chiến tiếp tục với game Arca mình nha. Mình đã quay trở lại đây. Hiện tại bây giờ là mình đã chế được thêm hai cái cổng sắt các bạn, hai cái metal gateway nè. Tập này là mình sẽ gắng cố gắng bắt cho bằng được cái con Kacha các bạn. Kacha gì Gorgonthosaurus vậy các bạn. Cái con khủng long có tên dài má ơi luôn. Mình sẽ gắng cố gắng bắt được nó. Nói chung là con đó mình nhìn thấy hơi bị dữ các bạn. Nói chung là hơi bị ngon á. Nhìn nó chiến má ơi luôn á. Thì để coi coi hai cái metal gateway này mình nghĩ là chắc là phải sử dụng cái con thằng chó điên của mình nữa các bạn ơi. Đây mình sẽ dẫn cái thằng chó điên của mình đi ha, đứng chịu đam các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ nhốt nó lại. Giờ thì chỉ có thằng chó điên này mới chịu nổi các bạn. Thằng này thì hiện tại giờ là nó 16.000 máu rồi. Mình nghĩ là có thằng này là chịu nổi á. Với cái con chim đại bàng của mình thì thấy no hope các bạn. Cắn vài phát là thấy muốn đi rồi. Đây, với lại mình phải mặc mấy cái giáp sắt để các bạn cho nó chắc. Đó, chế thêm cái áo đi thôi. Còn cái túi đồ cũ là kiểu mà nó mắc luôn các bạn. Mình vừa mới thoát cam ra vào lại là nó xuất hiện cái vị trí, nó cái vị trí lúc mà mình chết sau cùng đó các bạn. Để mình bay lên đó coi coi có không ha. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó mắc luôn rồi. Tại nãy giờ đứng chế tạo đồ cũng hơi lâu á. Để mình bay lại chỗ đó thử một lần nữa. Kiểu ban ngày dễ tìm rồi. Cái bản game này thì mình rất là ghét cái lúc mà bị chết đó bạn. Kiểu cái xác nó chết xong rồi khó kiếm má ơi luôn. Mấy cái đồ này là mấy cái đồ mình vừa mới chế lại rồi. Đó, cả thanh niên đang đứng xung quần đó bạn. Bốn cái cổng trước đó mình xây đó bạn. Cho nó đứng nó xung quần nữa đi. Coi coi con chim này của mình là 6.000 máu các bạn. 6.000 máu sợ kiểu mà đứng trụ không nổi á. Nó quỷ đó nhìn nó chó điên má ơi. Kiểu nó không có target mình nha. Nó cứ target kiểu kiểu gì các bạn. Nói chung là nó không có theo quy luật nữa hết. Kiểu mấy cái con khủng long kia thì nó target nó chạy thẳng theo một đường các bạn, còn quỷ này nó sao sao á. Thôi để mình dụ nó là đây thôi, hồi sắp mặt rồi. Đây con. Qua đây đây. Các bạn thấy nó cắn chảy máu thì ghê không? Đó. Ở ngăn cũng chết luôn. Coi khi nào hồi nó qua tới nhà mình luôn các bạn. Đây nè. Hồi nó qua tới nhà mình là tới công chuyện luôn luôn rồi. Sợ nhất là nó đánh hơi được mấy cái con khủng long bên nhà mình nữa bạn. Ây da. Ây da. Ây da, ây da, ây da, đào quá, đào quá. Gì vậy vậy? Đó, 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 để mình nhốt lại. Được không ta? Đó, 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 hình như là nó nhốt nó lại đó bạn. Đó, ngon lành nha. Ok, ok. Kẹt rồi bạn ơi, ngon, 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 ngon. Khỏi cần tới thằng chó điên nha các bạn. Đó, hợp lý rồi đó. Nhìn con đại bạn của mình nè. Trời ơi, mới còn có 2.000 máu không. Phá nó lại được là được nha các bạn. Nói chung cái cách tem con đó thì mình nhìn thấy người ta tem cũng dễ lắm các bạn. Chỉ cần quan sát mấy cái con mấy con thú lây gần nữa. Thì khi nào mà nó đạt được cái cục kim, kiểu mà đạt được 100% á, là mình có thể leo lên trên người nó. Rồi dẫn nó đi tem là được. Dẫn nó đi săn thú các bạn là có thể tem được nó. Nói chung cái cách nó nhìn dễ lắm. Rồi để mình thử coi.
Rồi để bay lại đây coi coi lụm lại được túi đồ không nữa. Đó các bạn thấy cái vị trí xác chết của mình không? Nè, ngay chân đây luôn nè. Đó. Nhưng mà vẫn không tìm thấy các bạn. Chắc chắn luôn. Đó các bạn thấy không? Bán game này nó là sao đâu. Bó tay. Không thấy luôn nha các bạn. Hôm trước là lúc livestream cho các bạn xem á, là mình đã bị hết một lần rồi. Kiểu cái túi đồ nó làm sao đâu á. Túi đồ đó thì có đạn các kiểu đó các bạn. Nói chung mắt thì cũng hơi uổng, phải chế lại nữa. Nhưng mà giờ chịu luôn rồi biết sao giờ. Đây, thôi giờ mình sẽ tập trung bắt cái con Kacha nha các bạn. Ê ác quá vậy. Trời ơi, dở lắm rồi. Chết tu. Gấp cái con thì lạc con leo rồi. Dạ dạ làm chưa. Thử nha bạn. Kẹt chạy. Quá ác của mấy con chó này. Bớt đi, quá bực mình nè. Nó cứ gì hoài làm sao mình luyện được. Nặng dữ vậy. Luôn
À, hình như nó đang ngửi mùi các bạn. Sao đây? Hình như nó ăn không được các bạn ơi. Ây da. Đâu mày? À đó đó đó, cái thành đó đó. Đúng rồi đó bạn, cái thanh đó cứ mà nó càng lên xanh lá đó bạn là mình tem được đó bạn. Ôi mà tình hình này gắt quần hết đó bạn ơi. Tình hình này méo ổn đại dương ơi. Có con nào kiểu cảm giác nó ngon ngon quá mày. Alpha Raptor. Không biết cái thanh kia nó có bị tột không vậy. Cắn quá trời cắn. Trời ơi nó bị tuột các bạn ơi, cái thanh màu xanh đó nó bị tuột. Quá khổ rồi. Chết. Ôi cái thanh màu xanh đó nó tuột nha các bạn. Sát này không được đâu. Ủa sát con Galimimus cũng không được luôn rồi. Không cần quá. Tổng thoát luôn rồi.
xử lý cồng kềnh quá bạn ơi. Vậy là chỉ có mấy con này thôi. Ê, cuộc đời hiệp đáng ghét thật sự luôn bạn. Mạo thì chứ. Mọi thứ nó đều diễn ra rất là suôn sẻ luôn mà. Bị mấy chó này hoài. Cái gì chứ. Tụt quốc tiêu hết trơn mà cay quá. Mắc luôn cái màu xanh xanh đó luôn nữa bạn ơi, thiệt tào lao thì chứ mình đúng là quá cồng kềnh, mình xử lý tập này cồng kềnh quá. Nãy còn có chút xíu nữa bạn. Nó nghỉ ăn luôn rồi tao. Không biết có vấn đề gì, như nó kẹt luôn rồi các bạn ơi. Nghĩ là nên xây cái bẫy cho nó gọng gọng ra tí các bạn. Đúng chưa? Mình cảm giác nó không có di chuyển được á. Hỏi xúc ra báo nữa. Nó dặn luôn rồi. Á đồ. Trời ơi, chết tôi luôn các bạn ơi. Bậy quá rồi. Mẹ không. Nói chung là cái bẫy này mình phải xây bự ra tí các bạn mới được. Nhỏ quá cũng không thành vấn đề, nói chung là mình cũng đang biết cái cách nó sẽ như vậy đó bạn. Từ từ đi. Đó, nó phải gọng gọng ra tí mới được. Thank you.
tấp thì nói chung là hơi cồng kềnh nha các bạn. Đây anh bạn ơi hết nghe lời mình, nó qua đây được rồi, kiểu giống như cái chuỗi thức ăn của nó bên đây các bạn. Tao nè, xích đấy con. Quá khổ luôn. Chạy đâu chạy? Hồi nãy biết gì mình về lại đẳng mình chế thêm cái cổng khác thôi. Giờ mướn nó có không vô đây nữa bạn. Trời ơi, công cốc rồi các bạn ơi. Úi dồi ôi. Hai chục phút cho qua nữa rồi, nãy tôi xử lý tào lao rồi. Sorry mọi người nha. Ồ, cái tâm thần này quá, nãy xử lý công cần quá. Trời ơi, là chạy cái gì á? Trời ơi, hát tôi cặp, nhưng mà cặp miếng sát là thấy ghê hơn gì không? Đâu vậy? Phàm miếng xác cho hồi máu thôi mà làm cái ghê quá. Không được rồi, mình phải sử dụng tới cái con chó thằng chó điên của mình nữa bạn. Hay là làm thêm cổng nữa ta. Ultimate bay. À, phải đi farm thêm mớ đá nữa mày. Không thì mình nghĩ nhân nhiều cổng nó chắc đủ rồi, không cần. Đâu mất tiêu nữa rồi các bạn ơi. Ôi
tao này. Đỉnh vậy. Má chán này chứ. Rồi thôi chết ngắt của mày cũng quên. Tới giờ tao ghét cái tên ngược thấy ghê, giờ tao quánh mày chết bây giờ đây nè. Ôi là trời, nó khổ quá, chịu khổ với bạn. Không phải ra khôi phục bắn xeo lợi chứ. Chết. Ui bé ơi. Ai à, ngắt rồi cho đi luôn. Sao mà nó gượt dữ vậy? Thôi 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 thôi, thằng chó điên này không ổn bạn ơi. Thôi anh ơi. Hai con đại bàng hay gì mà nó hợp lý hả bạn? Trời ơi, nãy là ngon lành là biết gì, nãy về chế cái nó được rồi các bạn. Tào lao xí. Làm biến chút mà nó tai hại thì ghê thì chứ. Lười một chút thôi mà nó rất là tai hại nha các bạn. Game tưởng đâu là dễ đó bạn, ai ngờ đâu. Chết tôi luôn luôn. Ủa sao nặng dữ vậy? Trời ơi, ở trong người ông nội này cũng đóng đồ các bạn ơi. Quá trời. Cái thang này bỏ cũng ổn nha bạn. Ổn thiệt chứ. Rồi, mặc tùm lum đồ hết á. Ờ
Đó, lười một chút là không được nhé bạn. Ra tay tìm hai cái nữa nè, lỡ gom mấy metal, hết mấy metal luôn các bạn ơi. Sống luôn. Nửa tiếng rồi đó bạn, nửa tiếng cho qua đó. Mình không tin mình không bắt được chó này. À, đừng có đánh hơi bọc tới bên kia các bạn, chết luôn á. Đâu rồi trời, đáng sợ thiệt các bạn. Phải lúc mà nó dính nó mình xeo lên luôn rồi. Giờ thấy vụ nó vô được cái bẫy nó khó gì đâu. Thì chứ giờ mới thấy vụ nó vô cái bẫy khó thật sự rồi. Ây da, ây da. Con hồi giật chết luôn. Thôi nói chung là game này không gấp được rồi bạn ơi. Mình phải cho cái con đại bàng mình nó đầy máu lên cái đó. Không một hồi quá chết ngắt con đại bàng luôn. Rồi.
quá xà quần thôi, để mình cho nó full cấp cái con đại bàng đó nữa. Có phun máu chứ lộn. Ngon nhất là lúc 7 nó nãy mới đầu vô mình 7 nó được là ngon rồi. Để nó sống ra các bạn. Chén thì dính không vậy? Mình không biết dính chưa nữa bạn. Chắc dính rồi đó mọi người. Hết đi chắc dính rồi. Ồ cái tâm thân con này. Trời ơi mồ côi nhóc hết trơn luôn các bạn ơi. Chậu ít chứ. Đừng có ra được nha. Ơ đồ ra được luôn à. Thiệt mạo được chứ. Trời đất ơi là trời nữa ra được luôn đó bạn. Thiệt cay thiệt chứ. Trời ơi công trình nãy giờ muốn full cấp rồi, muốn full máu rồi bị cắn rồi. Cái game mà cay đấy chứ. Lấy tao chỉnh mơ gót chứ. Ê ê đợi mình xíu nha bạn, để mình khôi phục bản sao lên. Rồi mình vừa mới khôi phục bản sao quay trở lại với bạn. Trời ơi trời cái gì đúng cây thật sự luôn bạn, muốn khóc luôn á. Xử lý cồng cần thiệt luôn. Thiệt. Phải khôi phục bản sao lên bạn, 40 phút đã qua với bạn chưa làm được cục mẹ gì hết. Cây thiệt sự luôn. Để mặc giáp sắt chưa. Trời ơi thấy nó cũng đơn giản mà không đơn giản như vậy. Cái gì chứ.
Mình có nên làm thêm một cái nữa không ta? Khỏi luôn bạn. 4.000 máu. Trời ơi, nãy mình đã nhốt lại được nó là giống như là đỉnh lắm luôn các bạn. Còn cái việc tem thôi mà cũng tem không được. Còn chút xíu nữa tôi làm cái gì đó. Cồng kềnh quá, cồng kềnh. Bây giờ sao đây? Cái máy lúc đầu xây đơn giản như vậy. Gì vậy trời, má nó đẩy. Trời ơi khó chịu quá các bạn ơi. Trời đất ơi không mày. Mà con chó này nó bay ngu như đời tới. Trời đất ơi là trời. Cái thế nào. Quá đại bàn chú của mình rồi. Đợi mình tí bạn. Rồi mình lại tiếp tục quay trở lại với bạn. Tao không tin tao không bắt được mày. Cái cây thật sự gì vậy trời. Bỏ hết cái đống đồ này lại coi. Không lẽ một tập này của mình. Mình nhốt nó vô đó đi các bạn. Tôi hy sinh một tập tôi nhốt nó vô đó luôn đó. Một mình quá rồi. Gì đó. Sao đầu video vô mình làm ngọt ngào vãi luôn các bạn. Giờ bị cái giống gì. Chơi game muốn khóc luôn. Mà đúng là con đó nó khó bắt các bạn. Con bây giờ khủng long cảm giác nó khôn quá mọi người. Hành má ơi. Hành cái muốn bình luôn rồi. Game biết bị mấy người quỷ hà này hành cái cách khùng. Hành biết quạo thật sự. Tao gom hết gia tài và tao chơi với mày. Bây giờ là cũng khôi phục bán sao lại mấy lần đó mày. Thôi chứ. Mình nhốt nó một cái chắc mình hot game cho mình sell lại cái quá mày. Wow thật sự. Trời ơi mày tôi xóa cái game luôn mày. Chứ game biết hành mới hành đúng hành luôn. Không hiểu kêu gì luôn. Nó cứ đi vòng cái bẫy mà cảm giác nó không có vô cái vòng cung đó mày. Có chịu má luôn mà con đại bàng này thì nó bay ngu như đời đấy. Đứng này. Đứng này mình đợi luôn.
không có vô mày. Sao rồi? Sao rồi ông ngoại? Cái muốn rụng lông luôn. Có con rái cá kìa mày. Ờ giờ tôi xây cái kiểu gì trời. Trời đất ơi là trời, chắc đồ điên quá à. Dễ bị điên thiệt chứ các bạn. Mà dễ thì mấy cái nữa không à. Chìm mày bị cút mềm luôn đi. Cay quá rồi. Nếu quạo thì xử quá. Nóng máy thiệt chứ. Tao chơi đây không ấy luôn. Wow. Xây cái bẫy bự bự vậy các bạn. Bự bự gì có cơm ai bắt được đó. Không có viên đạn để dụ nó luôn nữa. Trời đất ơi là trời, cái gì vậy? Không có mang đạn theo luôn. Quá cồng kềnh nữa bạn. Tập này nghỉ úp luôn. Đúng rồi, phải xây bự bự ra gì nữa bạn. Đó, bự bự ra gì nè. Cơ may nó chui vô. Sao mà nó khôn dưới trời. Nó cứ đi không có vô cái vòng cung này nó bang. Ba mẹ tao cay vai. Cái vòng đẹp dày nè, nó cứ chạy vòng vòng hoài hoài. Đứng điên thật sự. Cú bây giờ nó khôn kiểu gì á mỏi ơi. Muốn khóc thật sự ơi. Cả tiếng đồng hồ mà không xù không bắt nó vô được.
mẹ nó. Ôi, cái này mời chắc mình phải luyện lại cho cái con này rồi bạn. Phải luyện full máu cho nó bạn. Mẹ mày, chó. Lại đây ai? Tao nhốt được mày rồi, tao sell game rồi, tao hot game tao nghỉ luôn. Mày không thể nào mà đi vô cái vòng này được à? Nè! Trời ơi trời! Trời ơi! Nghỉ luôn đi bạn ơi, mời trên tiếp bạn ơi, đồng quá. Mời tôi khôi phục bản xe lại, mời để tỉnh táo tinh thần làm lại đúng không? Cày thì chứ chó riêng thì chứ. Dẫn up tập này lên cho các bạn xem nha các bạn. Ông nào hít thì xem nha, không hít thì cây cú gắn chịu. Mình trực thiền với con chó này kia. Để mời tỉnh táo tinh thần để mình khôi phục bản xe lại, mình vô bắt nó lại bạn ơi. Cày thế nhờ. Wow, chưa điên thiệt chứ.